đã như là muốn giúp gia đình mình gọi thấy như thế nào ạ? Đó là cô cũng mong muốn gì lắm, nhưng mà thấy cháu còn nhỏ quá, với mới mẹ mới chết vì chưa có tính toán được, để từ từ vì cũng để thời gian cho cháu ngoài rồi, với cô cũng còn ngoài để cho cô vui vẻ rồi hả, giờ cô mới tính cái việc đó cho cháu. Nói chung là sự việc đó đến rất là đột ngột, nói chung là tâm lý gia đình cũng là rất là đau khổ quá vậy, cho nên người cũng chưa tính hết được, chưa tính được chuyện gì hết á. Thì vừa rồi cũng có một người chị cũng như là tới đúng như là hỗ trợ cho các bé, cũng như là sẽ hỗ trợ cái phần mà nếu mà bé lớn có muốn đi học nghề, để cho mà chị sẽ hỗ trợ phần nghề cho bé có tương lai sau này. Được. Còn nếu mà bé có muốn học thì chị cũng đã nói sẽ hứa đi giúp, sẽ cố gắng giúp cho gia đình mình. Thì vậy thì nghe vậy thì cũng mừng rồi ha. Thì đó, cô mừng lắm, nhưng mà phải suy nghĩ để thời gian hơi 5-10 ngày nữa tháng nữa cho nó vui vai á, giờ cô mới tính, chứ giờ mới cô cũng chưa có biết tính sao hết. Dạ, phải nói em bé lớn năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 12, mới 12 tuổi hả? Bé lớn năm nay được 12 tuổi, nói chung là tuổi cũng nhỏ thì cũng như là cũng đợi nha. Như mọi cũng chia sẻ là cũng để cho bé hết cấp 2. Thì cô cũng muốn cho hết cấp 2 thì nó cũng được 15, 16 tuổi. Nói thì qua sự việc của gia đình mình cũng rất là nhiều quý cô chú quan tâm và cũng muốn giúp đỡ gia đình mình. Phải nói là đến quá đột ngột quá ngoài ha. Không ai ngờ là như vậy. Không ai ngờ mẹ nó mất gì đó. Có trong vòng không được 10 phút là mẹ nó mất. Không được 10 phút luôn mà. Mà hôm đó là bà ngoại có nghe diễn biến hôm đó như thế nào, bà ngoại có nắm không? Diễn biến gì chú? Dạ. Hôm mà xảy ra sự việc á. Sự việc là vợ chồng nó cứ lỡ cãi lộn đồ này kia không, chứ cũng không có cái gì, bà đều hoài giết rồi. Con gái của cô cũng nó nản mà con chồng mà cứ quánh đập hoài thì cũng chán. Giờ thẳng thà nó để nó sống vậy mà nó nuôi con nó, nhưng phải chồng mà tự hai vợ chồng đồng lòng lo mần ăn để nuôi con thì ấy, ai như giờ cứ mần ăn thì đi mà đi làm là làm, nhưng mà hả có chuyện gì cái nghe ai nói cũng vậy là về là bắt đầu cự vợ, đánh đập vợ, nên vậy sống hoài. Nó nói vậy. Hôm đó là sự việc là xảy ra ở đây luôn hả? Căn nhà này luôn. Ở đây. Hôm tại đó đây. Bà ngoại có ở đây à? Đó là lúc đó là 10 giờ đêm rồi. Là nó chảy ở ngay chỗ này là mẹ con nó ngủ mấy là cái cửa này á thì ít có khi nào mà nó cũng ở đây, nó cũng biết là chỉ khép lại thôi chứ không có phá. Vậy đó. Dạ, ra ngoài cô thì chị mà nó vô thì cũng nhiều lần, cũng nhiều lần cũng như anh là đánh đập chị hay cô. Con cũng nghe hàng xóm mình cũng chia sẻ cũng có rất là nhiều cãi nhau, thường xuyên cãi nhau luôn. Đúng rồi, trời ơi, mà nó đánh nhiều cái toàn là bóp cổ là nhiều chứ. Hôm đó bà ngoại có mặt ở đây à? Đó là mà lúc đó hăng rồi xong rồi cái nó mới kêu là ba ơi cứu con. Mấy là chạy qua. Là chị kêu là cô với chú nghe. Mấy là chạy qua. Chạy qua rồi cái anh nó ở bển cũng chạy qua. Chạy qua mấy là lấy điện thoại này mấy là chiếu lại lên. Ấy lên đặng cho ủy ban nó nói là làm vậy á, đặng cho biết là nó nói này nói kia đó. Để nó lanh lắm, có bằng chứng á. Có bằng chứng á, và nó là có rất nhiều lần rồi. Mà không có bằng chứng. Dạ. Nó nói nha, đánh đập vợ rồi. Nên là có thưa có như mình có nói với chính quyền thì chính quyền cũng như mình làm cái gì để có bằng chứng để mà đúng vậy đó, xác minh nó ngoại ha. Rồi đúng vậy đó, thì ngoại cũng nói là lần nào cũng vậy, cái đánh đập mình cứ lấy điện thoại để ghi hình là anh đó anh giả bộ là anh không có đánh đập nữa. Ngoại
lúc đó là nó vô mấy lần rồi vậy ha, vậy thôi nó bỏ nó đi về hả? Dạ. Nó bỏ về là tính con gái của cô là tính chắc nó về luôn thôi, mới mở cửa đứng ở ngoài ngoài á, đứng ở ngoài ngoài và là cái nó quay đầu trở lại, nó chạy dù vô mà mình thấy y cỡ nhưng mà nó cán mình chắc chết liền tại chỗ rồi. Rồi cái vậy là xuống là cái bóp cổ cái đâm liền. Nên ở ba nói với anh nó đâu có làm kịp, mà nghĩ là chắc nó dọa thôi. Nó dọa chứ vợ nó làm sao mà nó đâm nó giết được. Đó tính vậy mới vậy mà ai về nó đâm thiệt. Hôm bữa là có nghe, ngộ nghe là chạy qua quá là chưa đâm á. Ờ chưa đâm. Qua là làm đâm liền tay luôn. Đâm liền tay luôn, đâm liền luôn à. Rồi vậy máu chảy ra quá trời. Nên là cái mấy là anh nó nóng ruột, tính lấy cây đập cho nó đó, cho nó chết luôn. Dạ. Nhưng mà giờ ông già nó cản không cho, nói thôi cái gì cũng để một mình nó chịu tội chứ con đừng làm, em con đã chết rồi. Thế gì? Dạ. Rồi vậy cái là chết rồi nó vác ra ngoài đường á. Vậy nó giác, bỏ ngoài. Vác chị ra ngoài luôn. Ờ, nó vác tay chân rồi, đã xuống vậy vác trên vai vậy mà. Nó vác vậy. Phải nói là quá tàn nhẫn luôn á. Ờ, nó vác nó bỏ xuống là công an vừa tới. À, trước khi nó tới nó gây ra là đã điện công an. À nghĩa là cái anh chồng là trước khi cô điện tới đây là cô điện là mỗi lần tới là vậy đó. Xong cũng như là gọi đề phòng là biết là gọi cho chính quyền tới để mà tới không kịp. Dạ. Thì bữa đó là ngồi vừa nghe là ba ơi cứu con là ngồi chạy là chạy qua liền tâm liền luôn. Ừ. Cái đó là chưa đâm. Dạ. Chỉ quánh trên đầu một giác thôi. Rồi mấy anh nó mới lấy điện thoại ra quay đó. Quay rồi nó thấy vậy cái nó bỏ nó đi về. Nó bỏ đi về cái về là tính là ở đây là thôi nó về thôi cũng không thèm nói gì nữa. Rồi mới đứng cái vậy cái là quay đầu trở lại liền. Quay đầu trở lại nó nhảy xuống nó đâm liền. Trời ơi là móc điện thoại ra ghi hình để làm chứng là bỏ về rồi. Bỏ sau, về quay lại đâm luôn. Quay lại đâm đó. Đâm mới chết liền tại chỗ. Nó kéo da tuốt ngoài hàng rào mà ngã vào luôn. Đó là con nhỏ này chắc là lúc đó là cô quá sản rồi, cô ngồi cô lăn cô lộn cô khóc không. Cô khóc. Đó là con của cô chết rồi cô khóc không. Đó là kéo ra ngoài tới vậy mà. Sự việc thì xảy ra trong vòng có 10 phút hả? Là quá nhanh luôn. Tại nó đâm máu chảy ra phun mà cô còn thấy con của cô nó lấy tay nó bệnh rồi. Nó bệnh lợi mà nó không có nói gì được. Nó chặn họng gì luôn. Chặn họng nó kéo vậy nè. Nó kéo vậy đó. Nó kéo vậy nó mà ra tới mà hành vào. Rồi tới con nhỏ này mà nó sửa hết thở rồi. Nó mới vác lên vai nó đem ra bỏ ở ngoài ra cái đường ngã ba. Quẹo vô trong này. Là lúc đâm hết thở xong rồi nó vác ra ngoài. Vác ra ngoài là máu me y như là mình tắm vậy đó. Chỗ nào cũng là ướt nhẹp hết. Là do cái mấy là công an chạy xuống liền mấy là bắt đó, bắt nó còng nó lợi rồi á, nên nó cái công an mới kêu là thôi đem chỉ đi đi xuống dưới đặng mà mai lợi cho mai lợi mà là đem xuống dưới là bác sĩ nói nó hết máu rồi. À, giống như là công an cứ kêu mình cứ đi cấp cứu thì được phần nào hay phần đó hả cô ha. Thì xuống tới bệnh viện thì cũng như bệnh viện đã nói là thông báo là nghi kỵ đã mất rồi. Đã mất rồi, đã chết rồi. Chắc nghĩ là mất máu nhiều quá. Mất hết máu luôn chứ không có nói. Cái dạ. Đó là bắt đầu ngó cô con của cô nó xanh. Nó mét vậy. Ngó trời cái vậy à, giờ anh đó nóng ruột quá cứ ôm em thì thấy nó mở mắt mà tưởng đâu nó còn sống. Mấy là xe cấp cứu là cũng như chờ sống rồi điện xe cấp cứu rồi chạy dước đi lên tới tường ruột. Dạ. Lên tới tường ruột là đem vô rồi là khám là nó chết rồi vậy thôi rồi đem vô xuống nhà xác luôn. Nhà xác mà phải đợi cho tới sáng luôn mấy là chở con về. Nói chung là phải nói là rất là nhẫn luôn anh chứ ha. Đâm xong rồi chết xong rồi vác đi ra ngoài đường. Còn vác ra ngoài bỏ nằm xuống máu me đầy nhóc luôn từ cẳng lên tới tay đầu cổ gì vậy. Cho con hỏi là anh chồng của chị là ổng có vấn đề về thần kinh gì không ngoại? Cô cũng không có biết nó là có thần kinh. Hồi ở đó nó đi nghĩa vụ đã xong nó mới về. Mà nếu mà nghĩa vụ mà nó có thần kinh thì người ta đâu có nhận. À, là anh đi cách đi nghĩa vụ về đã lâu chưa ngoại?
đâu chắc cũng mấy năm là rồi mấy là nó gặp tới cô, con của cô. Cái tại cái việc là đi nghĩa vụ cũng lâu thì mai mốt con cũng không có biết lỡ đi về sau này đã có ảnh hưởng tới thần kinh thì cái đó thì cũng không có biết được nữa. Cho nên nói là một cái cách sát hại quá tàn nhẫn luôn á. Con nghe ngoại kể mà con nói thì con đâm rồi thay chết rồi còn giác ra ngoài đường bỏ nữa. Còn giác ra ngoài đường bỏ. Nên vậy công an nó mới bực anh đó. Nó ba anh nó ấy xuống rồi nó đập. Nó là khống chế lại đó. Nó quánh mặn mới nó quánh cái do nó có điện không mà. Tại sao nó không giúp lại? Nó không giúp con người nó lại. À, tại là những cái con người như vậy là phải khống chế lại để còn không thôi là nó cuồng sợ là sát hại thêm người khác đó ngồi. Cho nên nó chính quyền làm việc lúc đó mà con của cô nó vậy rồi không có cha ba nó với anh nó cũng đâu có dám mà nhào vô. Nó cặp cái dao nó không phải vô là nó chém nữa. Vậy là không phải là đi xe máy tới hả con? Nó chạy xe tới rồi sao đó rồi đó người ta còng nó đi chển rồi xe máy rồi công an nó cũng lấy luôn. Sáng công an nó cũng vậy chọn. Là chú với anh của chị có ngăn can thì cũng bị đe dọa luôn hả cô? Đe dọa nó nói mà bữa đó mà nếu mà không có đâm con Nhung á là con gái cô đó thì nó sẽ đâm ba đó. Nói giờ nó đi nó nói là nếu mà mai mốt nó đi tù về là nó sẽ xuống nó đâm ba nó. Trời ơi là còn nói là cô. Hẹn nữa hả? Còn gì nó nếu mà nó đi tù nó trở về. Nhưng mà hôm trước hôm đó là cái anh đó là có uống có nhậu có uống rượu có phải nói là quá hung tàn của cô chú anh chị còn đã bị bắt rồi mà còn hâm là mà rồi á nó đi uống cà phê với bạn nó là không có nhậu đó nhưng nó nói là có bữa nó sẽ cắt cổ con Nhung rồi con là vợ nó đó là con nhỏ này á sẽ cắt cổ con Nhung đó nên rồi cái thằng nó con này chết rồi nó mới nói trời cơ nó bữa nó vô nó uống cà phê với tao nó nói là bữa nào nó sẽ cắt cổ con Nhung trước sau thì nó cũng phải cắt cổ con Nhung. Trời ơi con nói là quá tàn nhẫn luôn rồi đó. Là dự kiến trong đầu rồi đó. Dự kiến rồi đó nên vậy ra nó mới là nó nhận con này vô vậy rồi là nó anh nó quay phim rồi nó bỏ nó đi ra đi về tính nó về luôn mà ai nhà nó quay trở lại đặng nó cố đặng nó giết mà. Là chú với anh cũng như ra can thiệp xong bỏ về rồi mà gia đình mình cứ nghĩ là đi về thôi. Về thôi. Xong rồi nó chạy ào vô. Chạy ào vô đâm chị luôn. Chạy và ào vô nó đâm. Nó không có làm kịp luôn. Nó vô là nó chân cổ nó kéo người này nó kéo nhào lên vậy. Gặp con của cô nó cũng nhỏ con chứ cũng có nên nó kéo lôi là tới đặng là kể như máu bung bung ra mình nghĩ cho đấy không có chỗ nào mà nó một bộ đồ bộ mà giết là thấy máu không chứ không thấy là cái gì đó chứ. Con của chị là chị có 5 đứa đứng ngoài. Chị có 5 đứa bé lớn nhất là bao nhiêu tuổi ngoài? 12. Bé lớn nhất là 12 xong rồi tới bao nhiêu tuổi ngoài? 10. 12 xong tới 10. 10 giờ tới 8. 8. 8 giờ hai đứa nhỏ đó là 6. Là hai đứa nhỏ là song thai đó. Là sinh đôi hả ngoài? Song thai. Phải nói là tuổi nhỏ không ngoài. Nó bé rất là nhỏ luôn. Nó nên năm nay nó mới học mẫu giáo hả? Dạ. Bây giờ thì mấy bé có đi học hết không ngoại? Đi học hết. Là năm cháu là được đi học hết? Đi học hết, ba đứa là ở trong trường. Dạ. Còn hai đứa thì chưa về. Là ba đứa là học ở lại trong trường? Ở lại trong trường luôn. Hai đứa về là hai đứa nhỏ, hai cháu hai đứa lớn. Một đứa lớp 6, một đứa lớp 4 á. Là đi về về đó? Đi về giờ chiều đi học tiếp. La ôm mấy đứa nói chuyện nhỏ thôi nha. Nói chuyện nhỏ là con. Rồi nói là nhìn mấy cháu toàn là tuổi là cách nhau 2 tuổi không ngoại hả? 2 tuổi không. Dạ thì công việc của ngoại là làm gì ngoại? Cô không có làm gì trơn, chỉ ở nhà lo cho cháu ngoại thôi. Thì khi là mấy đứa con lớn của cô á, nó có cho cô chút đỉnh này cô xài thôi. Rồi chứ cô không có làm gì tại là ngoại cũng lớn tuổi rồi thì cô nhờ mấy anh mấy chị cũng như là cả tháng gửi cho ít cho ngoại có gạo ăn cơm rồi ngoại ha. Với cô đi lựa gom da chai. Cô gom da chai đó. Vậy đó giờ lâu lâu cái cô bán cũng được 200-300 ngàn. Vậy đó. Chứ giờ cô 62 tuổi rồi cô đâu có làm gì. Dạ thì bây giờ là mấy cháu nhỏ này chắc ở với ngọ mà ngồi thì rất là thương với cô chú anh chị thì
ông bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, thì không công việc thì không có làm gì cả, ở nhà thôi. Như là được mấy anh mấy chị là con của ngoại quý vị, thì tới tháng như là chu cấp vài trăm ngàn để mua gạo, mua thức ăn trong nhà quý vị. Dạ thì chị mất á, thì để lại cũng 5 người con nhỏ, mà giờ ông bà ngoại cũng lớn tuổi nữa, thì em cũng không biết như thế nào mà ông bà ngoại làm cách nào để mà nuôi mấy bé ăn học cũng như là chăm sóc cho bé quý cô chú chị. Thì thông qua video này á, thì em cũng cầu mong được sự duyên được gặp gỡ những cô chú anh chị mạnh thường quân để mà chung tay cùng ông bà ngoại để mà giúp đỡ cho mấy đứa con chị quý vị. Thì nói là chị năm nay là con nghe nói là 32 tuổi. Dạ. Nói tuổi mùi á. Mà nói một chị còn đến là 32 là còn trẻ ngoại. Nhưng mà chị số là không may á, cũng đã mất một cách rất là thương tâm luôn quý vị. Nói giờ và nói là một sống chung cùng một người chồng nó rất là vũ phu luôn á, ngoại ha. Đúng rồi. Rất là nhiều lần. Ừ. Rất là nhiều lần bị đánh đập, nhưng mà cũng như là vì gia đình chị trời, cũng nhịn này, biết bao nhiêu nhịn. Hồi mà sanh hai đứa nhỏ này cho tới nay con nó 5 tuổi, nó mới là ấy giờ là tới Tết là qua, con nó 6 tuổi nó mới dứt ra nó thôi. Là hồi sanh 5 tuổi là bắt đầu cái thằng này nó kiếm chuyện rồi ở. Mà nó không đi làm giáo, nó đi ăn nhậu rồi đó, cờ bạc rồi tùm lum thôi. Xong rồi người cha của má bé có tới tháng được ủng hộ tiền hay là gửi tiền? Không có một đồng luôn. Là từ hôm Tết tới giờ cái đồ không chăm sóc mấy con luôn. Không có một đồng luôn. Trời ơi, phải nói là số chị rất khổ quá chị. Như gặp được người chồng thì nó là vũ phu, nhưng mà không lo được cho con cái mà còn về đánh đập vợ nữa của chú anh chị. Phải nói nghe ngoại kể về chị thì rất là thương quý vị. Thì con cũng tới đây thăm hoàn cảnh gia đình mình, cũng như là con để ghi hình để con gửi lên cho cầu mong được quý cô chú anh chị xem được clip đó, cũng như là giúp cho gia đình xong thời gian tới đây mình vẫn cho mấy bé đi học bình thường đó là sao? Phải đi học, sáng nay là đưa cháu đi học rồi đó, nghỉ bữa nay rồi. Rồi xong sự việc như thế này bên phía nội của mấy cháu có đến hay là có cháu mời có đến là tiễn đưa cho dạ, cho con. Chị đi. Con nghĩ chắc ông bà nội cũng rất là buồn á. Đúng, tại vì cô cũng họ không có hận trách gì bà xui mình. Dạ. Tại vì bà con đa, mà bà chị cũng không có chị được, mà nó mất dạy từ ở gia đình nó tới, chứ đâu phải là mất dạy dưới bên vợ không. Cũng có lần nó cũng quánh cha nó vượt cha nó chạy luôn á. Phải nói là một sự việc rất là đau lòng. Thì con nhìn mấy cháu cũng rất là thương, mà còn nhỏ nhỏ chút hồi nãy con tới nó ngồi chơi không biết gì luôn. Nó không có biết dầu gì chứ. Có thằng bé đó là hồi từ đêm mẹ nó ra khỏi nhà là bắt đầu nó khóc luôn cho tới chôn. Là bé Út hả nội? Bé thằng hả? Trai đó. Đâu biết bé nào đâu nội? Thằng đó thằng bận áo sọc á, áo sọc thun á. Bé đứng mặt quần cam đó nội ha. Quần cam. Rồi cứ cháu lại cho hỏi coi mẹ con bữa mà mẹ cha con vô đó là quấn mẹ con làm sao đâu, nó nói hết à. Rồi thương quá chú chị là từ lúc mà đưa mẹ đi chôn mình cứ khóc hoài luôn á ngồi. Khóc mà biết không, nó lên ngồi trên xe là năm đứa nó là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật viết tới mà tới chỗ chôn mẹ nó thôi. Là năm cháu nhỏ đó ngồi trên xe là cái lúc mà đưa mẹ đi là cũng niệm Phật. Tại vì đi chung với chiếc xe tang đó. Dạ. Hai đứa ngồi, ba năm đứa ngồi hai bên vậy. Là cái hàng của mẹ nó chính giữa là đọc kinh với hai đứa cháu con của người anh đó, là mấy anh em ngồi đọc kinh lớn luôn á, đọc cái Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật cho viết tới ngày. Rất là thương xót của chú chị. Năm bé rất là nhỏ luôn cái gì. Em nghĩ là bé còn nhỏ cho nên bé rất là ngây thơ. Nãy con tới thấy thì mấy cháu ngồi chơi giỡn trên trước di ảnh của mẹ này không có biết gì luôn. Giống như là vẫn nghĩ là mẹ vẫn còn đây luôn. Không có nghĩ gì mẹ chết hết. Trời ơi, thương quá cô chú anh chị. Thì
con thì con chưa có đến lúc mà tiễn đưa chị đi thì không có con thì con không biết là chị được chôn gần đây không ạ? Cách cũng cả cây mấy số. Cũng từ nơi mà mộ chị tới nhà cũng cây mấy số rồi. Mà đất đó là của người ta cho chứ cũng cô cũng không có tiền mua. Là đất mà chôn cất chị là người ta cho. Người ta cho. Rồi hàng và hàng cũng người ta cho. Là hàng đâu cũng là được. Người ta tài trợ ta cho hết. Rồi và nói gia đình rất là khó khăn quý vị. Cô nói chứ ta hồi mà con gái cô chết rồi cô không có được 1 triệu bạc trong mình. Trời ơi thương quý chú chị. Là lúc mà chị mất á như là không đủ tiền, nói chung chị có không được 1 triệu luôn đó con chú. Cô có không có được 1 triệu. Lên trển nó vô mà nó khám mà nói con cô chết rồi là đóng hết 600 mấy đồng tiền tiền sạc. Tiền đó là nó cô đóng tiền sạch luôn phí để đi vào đó để cho bác sĩ làm đó. Là đóng còn đóng hết luôn. Trời ơi thương quý cô chú anh chị, phải nói là hoàn cảnh rất là khó khăn luôn á. Tới lúc mà chị mà bị như vậy quý cô chú anh chị còn được mấy trăm ngàn để đóng tiền bác sĩ á. Cũng là được người dân cô chú anh chị như là hỗ trợ hồn cũng như là tiền để làm đám tang cho chị hả ngoại. Thì con cũng chia buồn cùng gia đình nhà ngoại, nói chung giờ cũng chuyện cũng xảy ra rồi thì ngoại cũng ráng giữ gìn sức khỏe cũng như là lo cho mấy cháu. Thì con cũng được biết là hoàn cảnh cho mình rất là khó khăn. Con đến bây giờ để ghi hình lên để cho quý cô chú anh chị mà có biết đến á, thì mong quý cô chú anh chị cùng ngoại cũng như là giúp đỡ cho ngoại cũng như là với 5 cháu quý cô chú anh chị. Dạ thì em cũng không biết sao luôn, tới nhìn hoàn cảnh gia đình đó em cũng hỏi thăm làng xóm á, thì ai cũng nói là rất là khó khăn quý vị. 5 đứa con luôn mà bây giờ là mẹ thì mất, cha thì ngồi tù, thì để lại cho ông bà ngoại lớn tuổi không đi làm gì hết quý vị, cũng lớn tuổi rồi ở nhà nuôi mấy cháu không à. Bây giờ không công việc thì không có, cũng không biết tương lai mấy bé như thế nào, thì cũng cầu mong được quý cô chú anh chị xem clip thì chung tay để giúp đỡ cho mấy bé nha quý vị. Dạ video em cũng xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại quý cô chú mình anh chị mình ở những video sau. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.